món đồ chơi dân gian đã gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ người Việt. Từ bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, những khối bột đơn giản đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật sống động, mang đậm hồn quê. Nhìn những con vật ngộ nghĩnh, những trái cây tươi rói được tạo hình từ bột nếp, nhiều người lầm tưởng việc nặn tỏ he rất đơn giản. Thế nhưng, đằng sau vẻ đẹp ấy là cả một quá trình sáng tạo đầy tinh tế. Nặn tỏ he không chỉ đòi hỏi đôi bàn tay khéo léo mà còn cần trí tưởng tượng phong phú để tạo nên những hình dáng độc đáo, sinh động. Để giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về nét đẹp văn hóa dân tộc này, lớp 4A1 đã có một buổi học trải nghiệm vô cùng thú vị với nghệ nhân Đinh Văn Hơn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, ông đã truyền dạy cho các em những kỹ năng cơ bản để tạo nên những tác phẩm tỏ he đầu tay. Những bàn tay nhỏ bé vụng về ban đầu, giờ đây đã trở nên khéo léo hơn khi tạo hình những bông hoa với nhiều màu sắc hay những con vật ngộ nghĩnh. Mỗi tác phẩm hoàn thành đều mang một dấu ấn riêng, thể hiện cá tính của người tạo ra nó. Qua buổi học, các em không chỉ được trải nghiệm niềm vui sáng tạo mà còn hiểu sâu hơn về giá trị văn hóa truyền thống của tỏ he. Những câu chuyện mà nghệ nhân kể về nguồn gốc và ý nghĩa của từng hình tượng tỏ he đã gợi trong lòng các em tình yêu đối với truyền thống dân tộc. Các em còn được học cách kiên nhẫn, tỉ mỉ và trân trọng thành quả lao động của mình. Việc tổ chức những buổi học trải nghiệm như thế này không chỉ giúp các em học sinh được thư giãn, giải trí, mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc. Qua đó, tỏ he sẽ tiếp tục đồng hành cùng các thế hệ trẻ và trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người Việt. Cao quá không thấp quá đấy, nó bằng bằng cái này, bác làm như này nó đẹp này, cái cục cái đế ở ngoài
để ngoài thì béo to một chút, ví dụ làm đôi đi, làm đôi cánh trong thì con cho vào đầu ngón tay là lòng ngón tay con xoa cho là tròn này, nó to quá nó tròn này đấy, xong con bóp kẹt ra đàn ra đấy, đàn ra như này đấy, xong con ốp vào đấy, thấy chưa, trong cái ốp vào thì làm sao nó đồng bằng, nó không được cao quá, không thấp quá, ốp vào thì bắt bẻ ra đấy, cái cánh hoa đẹp chưa, thấy chưa đấy. Đấy, tiếp cái nữa này đấy, xoa tròn này. Các con phải để ý vào đây, nếu mà không để ý được thì đứa không biết nào cái nào dán trước, cái nào cánh nào dán sau. Đấy, nó có ở chỗ đây này. Đấy, nó đặt tròn. Ốp vào đây, bên ngoài. Ấn vào. Nó bẻ ra này. Đấy, thành một cánh hoa đấy. Cái nữa là xong đấy, làm sao nó bằng, nó bằng cái trên dưới, nó bằng bằng, nó cao quá không có thấp quá thì cái cánh hoa nó đẹp đấy, bạn gấn vào bạn vẽ ra này đấy, đi chưa. Để trước thế là cái dài của cái cánh hoa đấy, đây bê tròn này, bê dài này, này bóp kẹt này đấy, đi chưa đấy, đấy. Ấn lên đây lên, đấy hát lên đây, đấy làm cái đài này, đài bê này, bê dài này, đấy bóp kẹt này, đấy. Thì các con mà không làm được như nghệ nhân hai đầu ngón tay thì các con do đây, do tay đây, thì bê được bằng nửa cái này thế nhá, nào, đây bác nào, đấy nó chỉ có thế này thôi, nào, đấy, nó hai cách làm, nó bóp kẹt ra, nó gắn nó đây, đấy, cho vào đâu, đây vào đây. Đấy, trên một nửa nhá, cái này không công vê được, trên một nửa cái này, đấy, dài cái này, làm cái đài trên, thì ta mới lại gắn vào đây, đấy, phải bốn cái đài chẳng thế, ta phải công vê từ đây lên, vê từ đây lên, vê từ đây lên, làm cái cắn, cuốc của nó đấy, đấy, lên dần, đấy, thu lên dần, cái tay này đồng thời cái tay này hành động một chút, đấy, thu lên dần, đấy, đấy, thấy chưa, đấy, cắn, thế bây giờ vào đây thì làm cái ná. Nếu mà bạn nào mà không xuê được hai tay ba tay như nghệ nhân nhé, mà xuê một bên bên này hát hát ra chứ không phải xuê hai cả, thấy chưa, đấy bóp kẹt này thành cái ná này, đấy thấy chưa, bóp về ba đầu tay bóp nằm cái rồi là xong, đấy bóp kẹt xong, đấy lên vào đây, đấy. Một bên thì cái này, bằng cái này là xong. Đấy, đây là ba cái lá. Đấy, thấy chưa? Thì đây cái được này thì mình vẫn thành một cái lá này. Đấy, kẻ kẻ này, cái đài lá. Đấy, cho nó đẹp. Mình dùng một cái gân lá đấy, chẳng thế. Đấy. Trong các cái trải nghiệm của bông hoa, ví dụ như là cho thêm một cái dây vào một cái nhị lên đi, đấy trải chút cho cái bông hoa, thế là bác sẽ hoàn thành một bông hoa. Bắt đầu các con sẽ trải nghiệm nhá, Thần đẹp thì mình chưa, chỉ là ơi, này được, đẹp, mà làm thành
một chia khó lắm, phải học lâu. Nhưng mà bác là học bao nhiêu? Từ năm lên 10 và năm lên bác 5 năm rồi. Thế bao nhiêu năm nhỉ? Mấy chục năm nhỉ? Đúng mấy nhỉ? 45 năm đúng rồi. Đây này, mấy thành quả như thế này. Không phải đâu, một chút một nhát này được đâu. Cái này nó phải kiên trì. Đấy, con bông hoa này con tự làm đi. Đấy, còn bông hoa làm đốt. Con để lên con méo đây này, ví dụ này, mê tròn này, bóp chẹt này, đấy, thành một cái lá chưa, đấy, con dán đằng to lên đây chứ, đừng có dán đằng nhỏ ngược, ví dụ các bạn là dán thế này, dán thế này ngược, con dán to này, đấy, thành một cái hoa, thấy chưa, cánh hoa, đâu rồi bạn này làm cái gì, có mì tôm à, đỏ, đỏ thế nhỉ, nha. Đây con làm, con làm. Ôi bạn này đẹp đẹp đấy nhỉ. Quá đẹp. Này mì tặng mẹ, quá đẹp. Nhìn cái đài kìa, cái đài của bạn kia kìa. Đấy, con làm cho một gái chuẩn nhé. Đấy. Cánh tiếp theo này, đấy, cái dán cánh như này, cho một cánh như này, cánh như này, đấy, anh nhìn, cho ra đây to lên một chút, đấy, thế, đâu, đây, đấy, thấy chưa? Hôm qua mình chưa thế mà không làm được, cái này đang phải nó to hơn một chút. Còn là con đánh màu nào? Màu đỏ đấy. Đấy, bác dán cho một cánh, còn cánh như này nữa. Đấy. Đấy, bạn này đang được đấy. Con này, con tụt xuống. Đấy, đấy, cho nùi được đấy. Đấy. Đấy, cho nùi giống này nó cũng khỏe. Trang điểm cho cái bông hoa nó đặc sắc nhỉ, nó như là y bông hoa của áo dài nhá. Cái áo dài nó có một cái bông hoa này, con nhìn này, đấy, thấy chưa?
Đấy, đây là cái áo dài. Đây cái áo của nó đây. Đấy, cái áo đấy. Đấy, thành một cái áo đấy. Thấy chưa? Có một cái mà con ý tưởng con làm gì? Đó. Đó bạn này, cá heo. Đó. Đây như bác này làm cho con cá heo này, ví dụ này. Này. Ví dụ này nhá, cá heo này nhá. Đấy. Đây nhá, đã vui lên trước này, cái đầu này, đấy. Bây này, vui này, đấy, 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 vui này, đấy, vui này, đấy, 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 đi còn làm cái mắt, đấy, cầm đấy, đấy, vui cái mắt, mắt thì đấy mà trước khi người ta đâu mà người ta không làm gì.